签呢？牙签？单刀？没有。你家没有牙签？没有。那怎么办？怎么吃？怎么吃？拉得出来。怎么吃？啊？怎么吃？用牙齿咬的，那让钢钢咬的时候钢。拿那个钢。哦，kéo được cả nhà ơi, kéo ra được, kéo ra được, kéo ra được cả nhà ơi. Wow.Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở đây. À, cả nhà ơi, hôm nay vợ chồng và bé Tua, hai vợ chồng Vân với lại bé Tua đi tới nhà ông bác. À, tụi mình có mua một ít, mua một con cá với lại đồ hũ để nấu canh. Rồi con ốc hương mình định nấu ốc hương muối tiêu kiểu Đài á cả nhà. Ốc hương hũ trâu phong lụa theo cách của kiểu Đài.Và một ít nấm đùi gà mình luộc lên mình xé ra mình trộn nước tương đó cả nhà. Thì bây giờ Vân bắt tay vào bếp, mời cả nhà cùng vào bếp với Vân nha. Hello cả nhà ơi, thì bây giờ mình bắt cái nồi nước lên mình luộc cái nấm đùi gà trước thôi cả nhà. Ở đây có nấm đùi gà cả nhà, mình sẽ bỏ vào trong cái nồi nước sôi này luộc. Nãy mình bắt cái nồi này lên rồi đó, nó sôi rồi, bây giờ mình cho nó vôLuộc mấy cái nấm đùi gà. Ủa, mình cha dùng miếng trường hả? Mẹ. Hả? Mẹ. Xin thờ. Nào ký trường hả? Mẹ. Tôi mấy hả? Dù cao liền. Dù cao liền? Xin thờ. Hả? Thật sự cao liền không có thay nổ ngờ. À, không quan trọng. Nhị bao mà nông nó cơ xoăn thổ vàGiúp tôi làm cái... Đó đó. Mèo, tạt cái xôi. Ồ. Tạt xôi, tạt xôi. Ở đây ốc hương đây cả nhà. Ốc hương đây. Thì Vân sẽ cho ốc hương vào trong cái chảo này. Vân dùng cái chảo cũ này nha. Chảo cũ có ổn. Để em ơi, nấu muối nó sẽ... Sẽ... Hư chảo.哦，你直接倒，我给你上起来哟。啊？先倒介绍啊。嗯。先倒介绍啊。高粱会烧起来啊。那怎么办？那怎么办？倒明菜。Cho miếng rồi, coi tiện tiện, cho một miếng rượu, rượu này rượu độ nồng 58, cho nên sợ nó bốc lửa lên đó cả nhà. Cho tí xíu rồi, nhiều quá thôi. Rồi, mở lửa rồi mình nấu thôi cả nhà. Cho khu sổ nào. Chị cực, không được mấy chị đâu bạn.啊，我洗洗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 洗cái chảo cháy luôn. Đây là muối tiêu của người ta làm sẵn hết rồi cả nhà. Đây là cái nồi muối tiêu này, trong này người ta pha chế hết rồi, mình chỉ cần cho vô thôi. Và hũ tiêu này để nấu tôm, nấu nấu ốc này nè cả nhà, nấu ốc hương rồi đó.选择食物，选什么？mình sẽ chia làm hai lần cho vô, tại vì một lần vô nó dính hết bên ngoài. Chuyển cho
Ủa, nấu cái này hắc xỉu nha. Để tạo phân thi vô. Thêm gói muối này vô ha cả nhà. Khúc này mình sẽ cho thêm gói muối này vô cho nó khỏi bị ướt, dính hết nồi. Cái này là nấu khô luôn á cả nhà, cho nên nó hơi nó sẽ bị khét khét cái đáy nồi. Hello cả nhà ơi, bây giờ ông bác ông sẽ nấu canh cá ha cả nhà. Ông bác ông sẽ nấu canh cá giúp Vân, tại vì ông ấy nấu canh cá rất là ngon. Đây cái nồi nước này Vân bắt lên và cho một ít gừng vào đây rồi cả nhà. Mình sẽ chuẩn bị nấu canh cá. Còn bên cái bếp kia thì mình sẽ nấu luộc mì ha cả nhà. Mì của cái mì lát nữa mình luộc mì, Vân bắt nồi trước nồi ấy, nồi nước. Bây giờ ông ấy đang sắc một miếng đậu hũ cả nhà. Đậu hũ non á cả nhà. Nó là đậu hũ trắng nhưng mà loại đậu hũ non, nó non hơn là đậu hũ trắng bán bình thường ngoài chợ. Đậu này rất là mềm luôn. Còn máy sắc sau đó để lát nữa mình nấu canh. Này. Và nấu cái con cá giống như cá bóng cả nhà, mà cá bóng biển á. Nghe con cá này cá Việt Nam kêu là cá gì Vân cũng không biết nữa. Giống như là cá bóng biển các bạn, Vân cũng không biết nó tên gì nữa, phải tra Google mới biết cái tên gì. Bên này kêu là sứ ban là con cá này. Rồi lát nữa Vân sẽ nấu cái nồi canh đây để ông ấy nấu, chứ ông ấy nấu ngon Vân để cho ông ấy nấu. Ông ấy một mình ở cho nên nhà hơi lộn xộn một tí xíu, các bạn thông cảm nha. Cái kia ông ấy định nấu cái món gì nữa, đậu hũ ma bà cả nhà. Ông định nấu đậu hũ ma bà nữa. Đã, ông đang sắc đậu hũ để lát nữa ông nấu đậu hũ ma bà đó cả nhà. Nhau chủ mà phổ tao phù à? Đúng rồi, nấu đậu hũ ma bà cả nhà. Một lần rớt 3 miếng. Hai cả nhà ơi, bây giờ ông sẽ cho cá mú vô ha cả nhà. Hồi nãy Vân lên Google gõ thì là gọi cá này gọi là cá mú cả nhà. Bây giờ ông sẽ cho vô trong cái nồi canh. Thì loại cá này nó cái chất collagen của nó rất là nhiều luôn cả nhà. Chất collagen rất là nhiều. Và wow, ông cho hết vô trong nồi rồi ha. Abe, mien, ta xí xí cha cha chứ nè. Bất lần thay xiển. Bất lần thay xiển. Ông mà mặn lắm á, cái mì này nó mì mặn. Cuốn nó, cuốn nó. Cuốn nó. Cuốn nó. Chị giỏi nấu ăn lắm, hồi trước đã làm từng làm trong nhà hàng á cả nhà, rất là giỏi nấu ăn nhưng mà vì lười ở một mình, rất lười á cả nhà. Lười cho nên là không có chịu nấu cái gì hết nữa. Dô, lâu phao phao mà. Dớt bọt không? Có bọt này kìa. Nãy định là dớt bọt mà chưa có. Hả? Với sao mà mèo phao phao? Xong toàn đó, hình thành các khúc sắt rồi mà. Hả? Cuộn lợ. Tôi cuộn lợ. Nước sôi hết rồi. Ông làm việc thì hơi chậm á cả nhà. Ông thì làm từ từ, mò vậy đó. Bây giờ ông ấy sẽ cho... Dớt bọt chưa hết.
để từ dạo viên có. Đây là cuộc sống của Vân ở đài và những người bạn của Vân á cả nhà. Cho nên là những ngày nghỉ, anh em cùng nghỉ với nhau, chồng Vân nghỉ, ảnh nghỉ. Này muối ha cả nhà. Muối mà đóng cục vậy luôn á. Khi ngày nghỉ thì anh em hợp lại nấu ăn như thế này nè. Hùng lại nấu ăn với nhau á, cho nó vui, dù gì cũng xa xứ, xa quê, xa nhà hết. Mấy người này thì xa nhà, nên để bác sinh sống. Quen nhau là cái duyên cái nợ á, kiểu như là quen làm bạn với nhau á. Xong rồi mình ở một mình thì ở một mình, cái ăn uống chung với nhau như vậy, nhiều lúc nấu nó vui á cả nhà. Lâu lâu chỗ Tài nấu nhìn nó vui, ăn cùng thì nó vui, ăn một mình thì tôi tủi. Nước sôi quá à, sôi quá đục hết canh hết. Nhỏ lửa tí xíu. Rồi cho đậu hũ non vô ha cả nhà. Đây là miếng đậu hũ non. Cái này mà có con chơi hến á, con nghêu á cả nhà, có con nghêu vô nữa là sẽ rất là ngọt nước luôn, mà y chang nhà hàng nấu luôn. Bây giờ thì cho hành vô ha cả nhà. Hành vô nồi canh, rồi nồi canh xong rồi đó cả nhà ơi. Canh cá cái mú. Nóng nha, thành thân nha. Thành thân ô. Cô chú ơi, con xin chào cô chú nè. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chào Đăng Quang, bỏ cái điện thoại xuống. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Mời cô chú. Mời cô chú cùng ăn với con nha. Ngoan mà đang nghỉ ăn gì. Chưa xong mà ham điện thoại rồi cô chú ơi. Đang chơi cái gì rồi cô chú ơi. Thôi được rồi, xíu xì. Dạ. Nghỉ đi lá ăn cơm. Hai cả nhà ơi, bây giờ Vân sẽ thắng một ít dầu hành ha cả nhà. Vân sẽ cho cái dầu vào đây trong này. Để cho cái... Ê bỏ đâu ạ? Vân sẽ cho dầu vào trong này cả nhà. Ồ nhiều quá. Cho miếng dầu mè vô ha cả nhà. Ừ. Thôi là mùa nóng không cần ăn nhiều dầu mè quá. Rồi sôi lên cả nhà ơi, mình sẽ cho vào trong cái dĩa dầu này ha. Xíu ăn chim à. Bố ông là trời ơi, rửa cái mì đó mà hỏi cần nước rửa chén không cả nhà. Ông này cầu xào làm hề á ông, rửa mì mà hỏi lấy nước rửa chén không. Cái mì đó phải rửa qua ha cả nhà, tại vì cái mì đó là có muối cả nhà, cho nên nó hơi mặn. Nước sôi mình sẽ cho mì vô đây, mình sẽ luộc cái cọng mì này ha cả nhà. Đó, ông nói sợ không vừa ngớp luôn á, vừa y luôn cả nhà. Ông cho mè vô trong này, đáng lý mà không có cho mè vô trong này, nhưng vô đây cũng được, khỏi phải dính cọng mì nó khỏi phải, khi xong nó không phải dính nữa cả nhà. Mình sẽ trộn lên ha, cho nó được tơi cọng mì ra. Đáng lý ra là phải dùng hành phi, hành tím phi á. Phi hành tím lên lát nữa mình trộn nó mới thơm cả nhà. Không có hành tím mình dùng hành lá cũng được. Rồi, luộc cái mì này ha cả nhà ha. Cái mì này luộc rất là nhanh, sôi lên chừng 1 phút là chín rồi cả nhà. Sắp chín rồi đây cả nhà ơi. Con mì chín rồi nè, cái này rất là nhanh. Giống như là cọng bánh hỏi Việt Nam mình vậy đó cả nhà. Nhưng mà họ làm bằng bột mì. Ê, bột gạo hay bột mì chứ có dùng mì phần chua rồi hay mì phần chua rồi. Cái này cũng không biết làm gạo bột mì gì đó, nhưng mà rất là ngon luôn. Được rồi cả nhà, bây giờ ông sẽ chắc cái nước này ra ha cả nhà, rồi mình trộn cái dầu hành vô xào xin ha, thăng ha, nóng nghe. Chắc cái nước ra đi cả nhà.
Bây giờ mình bỏ cái hành hành phi này vô trong này ha cả nhà. Sẽ mua cho thôi. Tại vì đáng lý hành phi mới thơm cả nhà. Phải hành tím phi mới thơm. Nên dùng cái hành này. Tại quên mua hành tím rồi cả nhà ơi. Cái hành này cũng được, cũng thơm, cũng giống như bánh hỏi bên Việt Nam mình mà trộn hành lên vậy đó, trộn mỡ hành lên. Rồi ok. Ổng dùng cái lon hộp cá hộp á cả nhà, chứ không phải thịt hộp. Ông dùng cái lon thịt hộp để ông nấu món đậu hũ ma bà cả nhà. Quả khanh á cơ quanh thợ. Quả khanh sao? Cho coi cái thịt hộp này cái. Cái thịt hộp này là thịt hộp hả cả nhà ha? Ta đóng trong hộp như thế này. Để ông nấu món đậu hũ ma bà cả nhà. Ý, cho ớt vô kìa. Cái này sẽ rất là hắc đây. Cho ớt vô nấu. Ớt tương á cả nhà. Ê. Cho miếng nước vô cả nhà ha. Bây giờ thì sẽ cho nước tương ha cả nhà. Nước tương. Bột ngọt. Bột ngọt. Dầu thắng á. Miếng miếng sữa dẻn bà. À, 3 hộp, 1 hộp muối, 1 hộp bột ngọt và 1 hộp đường cả nhà. 3 hộp. Bây giờ sẽ chuẩn bị cho đậu hũ vô. Đậu hũ sắc cục nhỏ 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 cả nhà. Ông mở cái máy hút khói á cả nhà, hơi ồn, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Cả nhà xem có lẽ có hơi ồn. Đó, cái mặt đó. Cái mặt đó. Cái món này là món ruột của ông nấu cái món này giỏi lắm mà hôm nay ông lười, ông lấy cái cá thịt hộp ra ông nấu cả nhà, chứ từ thường là ông xào thịt lên ông nấu cái món này rất là ngon cả nhà. Đàn ông vào bếp. Vân tới ông mới chịu vào bếp cả nhà, nếu không thì ông sẽ ăn mì gói và ăn cơm hộp hoài luôn. Ông biết nấu nhưng mà ông không bao giờ ông có cơ hội để nấu ăn, tại vì ông lười, một mình ông tàn, một mình ông tàn là trốn nấu không à. Bây giờ thì sẽ cho hành vô ha cả nhà. Hành. Xong rồi đây cả nhà. Đây ốc hương xào với lại rim ốc hương, rim muối tiêu của Đài ha cả nhà. Nấm đùi gà mình sẽ chấm với tương mã bộ ma bà. Đậu hũ ma bà đó cả nhà. Rồi bên này cũng một dĩa ốc hương, mình chia làm hai dĩa tại vì nhiều quá. Ăn với mì sợi của Đài. Đây là mì sợi của Đài ha cả nhà. Và một nồi cơm. Đây là canh cá mú nấu đậu hũ cả nhà ơi. Canh cá mú nấu đậu hũ. Và bữa ăn hôm nay như thế này đây cả nhà. Ok, mời cả nhà cùng ăn với gia đình Vân nha. Hello cả nhà ơi. Xin chào ba chú. Xin chào gia đình. Trời la kìa. Yeah. Ăn cơm. Hello cả nhà ơi. Bây giờ tới giờ ăn cơm rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình Vân nha. Yeah. Anh xã với lại ông bác với lại bé Tuôn và Vân, mời cả nhà cùng ăn cơm ạ. Mời cả nhà cùng ăn chung. Mẹ có chút của ăn chung. Nhớ xin men hay xin phan? Để mẹ mày múc, mày múc cũng xin. Xin phan. Xin phan à? Không biết tao
không có biết là ông có nấu cơm. Chứ khi Vân tới là ông đã bắt nồi cơm mà Vân không biết. Để bố chả, chủ phân là bố chả, mềm được. Đó, được chứ tao lại quên xí rồi. À, được rồi, được rồi, sư phụ quản, sư quản đi con. Được rồi. Mình xí hào là? Đó là xí hào, chứ chưa quên rồi. Chứ xí, xí dung, xí trong nó mới sang, mì hào. Được. Tôi chỉ... Bố xí sọ. Nhớ sư phân, sư mềm. À, bố dung da, sư nâng da, da chả bố câu hả? Đó, để góc này ha cả nhà ha. Để góc này là thấy hết nguyên gia đình luôn. Ơi. Rồi cả nhà cùng ăn cơm với gia đình Vân nha. Hello. Giá chén này. Giá chén. Cái tăm đâu? Mẹ. Nhà mẹ giá chén. Mẹ. Cái chấm bạn. Cái mình chứ. Mình chứ là để thú lại. Mình chứ. Hả? Ừ. Không giá sư giàu rồi lấy răng cắn cắn ngốc rồi sao cắn nó được chứ ồ kéo được cả nhà ơi kéo ra được kéo ra được kéo ra được cả nhà ơi wow. Tôi ăn được luôn hả thầy ăn thử cho con ăn chứ ngọt ngọt cả nhà có chủ mấy nó mới làm này mấy hồi nó mới làm xin lỗi với mà mặt trời nói ra đẹp rồi nó ngon sư ạ nó là đầu quá vậy为什么会？我刚才不喝完了呢。不喝可以。这个味道没有很入进去，应该要先，来把这汤给它浓，给它浓一些些，木味。我刚才我第一颗把它抓掉可不行。你先做给。老公妈把你用啊，干娘。它比较急。哇，太可怕了，能对的。咦，这样吧，老公妈吧。Wow. Mời cả nhà cùng ăn chung với bọn Vân nha. Thật ngọt. Mình sẽ đáp in rồi cũng vậy rồi. Không sao đâu. In rồi rau sợi họ. Người ta thì phải ăn nóng mới ngon nữa nhỉ. Số mấy rồi chăng 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 chăng啊，出来！啊，烧痛！不要用这个，走。你的脚还痛。啊，这刚才刚上去。这里。哇。哎。下身体没吗？来，裸们呢？裸肩的，明哥，明哥，脏吗？哎呀。没有吗？烧好烫，裸。不是。还是像，那个头削尖就好了。啊？头削尖就好了，更有力。是啊，头削尖到什么时候？干嘛？哎。
可以啊，它又不是小只的，够了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 ，
Mẹ ơi, mình đi gì à? Dạ. Ủa làm sao? Mẹ ơi, tay mình chưa? Không Thao thao một hạt. Phải chưa anh? Muốn phải chưa? Không phải chưa anh chưa nè. Hỏi điện thoại anh TV nhà bác sao mở không được. TV nhà bác hư lâu rồi thế nhỉ? Không phải lão lầu đó. Hay đi lầu à? Thắp điện nhà giao lầu. Ngã lầu, ngã không lầu. Nó điện thoại nhà bác, tivi nhà bác già rồi. Ủa số tiền sư gì vô, nó có tiền sư tiền nhà giáo đạo. Tivi của nhà bác già hơn con. À ba. Nụ. Cái này mình chơi thay được tổng. Mà gì? Cái này mình chơi thay được tổng. Mà gì thay được tổng? Chơi chơi à. Mình chơi thay được đang chờ dùng tay con á, chưa chưa? Nãy giờ là. Nãy giờ. Nãy giờ tiền à? Nãy giờ không tiền à? Nãy không tiền à? Không tiền thì không tiền à? Vì sao? Do ông phát đâu đã đi chơi được chút chút à? Đã. Tham ăn tham sáng. Ông nói để tôi hỏi cái xe toàn cẩu cái điện cái sao bác không nhà sạc điện đó, cái đồ sạc điện mất tiêu rồi không dục đâu mất tiêu không biết tìm không thấy luôn. Hỏi ai à? Tại chứ đi dài mà đi dài đây thì mà đi dài xem nên chút cái bộ phai mà giờ cái này phải lấy ra chứ. ông nói ông ăn chúng cái răng của con ốc em nhận.
Nó bự quá, có cái răng luôn hả? Nó con nào nó có lùi lạch. Mình sẽ uống miếng canh hết đó nha. Nế vô. Canh cá muốn nấu rồi muốn non. Nó đã được rồi. Anh yêu chị phân là tất cả mọi người đã được đi ra ngoài. Hãy yêu mọi người đã. Chính gia phụ sư phân. Chính gia phụ sư phân. Ý là một cùng gia đình hạnh phúc ăn cùng ăn cơm với cả nhà. Cái tôi thích cái cảm giác này lắm. Ăn ngọc lúc cái tôi lắm. Má, tôi cho cháu dòng nhỏ không? Tôi chết khổ. Oh, cơm mà cha miếng mít tương vô ăn với canh nữa quá ngon cả nhà, luôn hết. Wow, cũng biết ăn quá chứ. Tự mình nói mẹ cho con miếng mít tương, cơm lạc quá không có mít tương. Ăn miếng đậu hũ. Bỏ miếng đậu lên đây nha, ăn miếng đậu hũ nha. Wow, 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 然后他就帮我结账，我说这样够不够？他说太多了。哈哈哈哈哈！你拿太多了。拿三十五块给他，他全部拿给他，这样够不够？哈哈哈一个不用，一个不用啊、哦，二十四块。来，一个十几块而已。他算二四吧，对不 对？我拿三十五块了。你也偷买糖果。哈哈哈哈哈哈！我没有。很高的。你那时候没有看到我们糖果，对不对？嗯。别乱说话。哦。那我知道了，在你的助攻里面。嗯哼哼，我刚摸。要杀你就。刚摸脚啊！刚刚摸脚，那刚摸到我嘛。Nếu đã phải, nếu đã phương hồng thì chai rồi. Con nhờ bé tôi vô trong family mua dùm Vân cái miếng đậu hũ non đó nha. Bé tôi tự nhiên mình vô mua. Và hỏi cái người quản lý tiệm á, hỏi cô đậu hũ trắng để đâu là cô lấy ra cho bé tôi. Có gì? Giỏi. Nhớ tay đi chà. Nào rồi mới vô, cần phải bà tên thương mình quan trị lại, là mình chinh vừa lại. 我走楼梯。五块，我们骑车快点跑。那溜溜溜溜到家。比你先到家。为什么？嗯。我们要杀你的助攻啊！豆腐，豆腐，豆腐，豆腐。老胡买了豆腐，赶紧。你不要吃掉，我还有很多呢。好。我可是不听了。Hello cả nhà ơi, bọn mình sẽ ăn dài luôn. Bọn mình sẽ ăn tới đây thôi hả cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem hết video clip này. Và hẹn các bạn vào video clip tiếp theo. Từ từ bye bye trước đã con. Bye bye. Nào con ngồi ngồi với mẹ đi. Nếu các bạn có thích video clip này hãy giúp Vân đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem hả cả nhà. Bye bye. Mong là anh Giang tiếp về với Vân Thảo của chúng ta. Ngày hôm nay thì hôm nay có một cái video. Rồi, hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Easy, bye bye.